Xin chào các bạn, video lúc này xin hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái máy quét đo độ ẩm PM450 với cái thao tác đo một mã nông sản bất kỳ. Ví dụ như mình đang nói về thao tác của đo độ ẩm cà phê. Đầu tiên thì chúng ta lấy cân ra, lấy máy ra và đặt lên một khoảng như thế này. Sau đó chúng ta lấy cái phễu này ra. Rồi, chúng ta đặt cái phễu này lên. Và sau đó chúng ta tiến hành đổ cà phê mẫu vào đây đến khi nào lưng lửng ở chỗ này mà thôi, ở phần giữa này, hoặc có thể là đổ đầy lên cũng được. Sau đó chúng ta lấy cái phễu này lên và chúng ta gạt ngang như thế này. Rồi, nó sẽ còn lại một lượng cà phê mẫu vừa đủ bằng ở trên cái phễu này. Rồi, tiếp theo chúng ta tiến hành là mở máy độ ẩm lên. Và chúng ta sẽ tìm đến cái mã sản phẩm là cà phê thì chúng ta bấm select đến khi nào mà mã hiển thị là 06 green thì chúng ta dừng lại. Và sau đó là chúng ta sẽ lấy cái phễu mà nãy cà phê mẫu mà chúng ta đã chuẩn bị hồi nãy, chúng ta đã sẵn sàng. Và bây giờ chúng ta bấm mix thì lúc này thì trên màn hình nó chớp 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 từ khoảng 3 đến 5 giây và sau đó nó hiển thị biểu tượng là đổ cái bật mẫu vào thì chúng ta tiến hành đổ cái này và đổ đều lên ở trên cái phễu này, đổ đều và sau đó thì chờ một kết quả hiển thị trên màn hình. Và quá trình đo độ ẩm mẫu đã xong. Xin cảm ơn ạ.